Số liệu của Tổng cục Thống kê trong quý 1 cho thấy, xuất khẩu gạo đạt 1,5 triệu tấn tương đương 952 triệu đô la Mỹ, tăng 19% về lượng và tăng 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên cho thấy vụ lúa vừa được mùa vừa được giá và đây cũng là quý mặt hàng gạo có khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 12 năm qua. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA dự báo tình hình xuất khẩu gạo quý 2 của Việt Nam sẽ tích cực hơn so với quý 1 năm nay. Dự báo giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị và nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên.